Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn sử dụng Nikon T5 105 nhé. Đầu tiên để lắp pin thì mình sẽ tìm một cái chìa khóa hoặc là để vặn cái này ra này. Mình sử dụng một viên CRP2 nhé. Ok, sau khi lắp pin xong, để lắp pin thì mình sẽ đẩy cái này lên nhé. Đây là phim thì mình sẽ lắp vào như này và mình kéo sang đến cái phần có cái vạch màu cao ở đây này. Đó. Như này, xong đóng lại. Đấy, nó sẽ lên phim tự động. Khi mà lên phim tự lên được đến số 1 thì là mình có thể chụp được luôn. Bật máy nhé. Đây là nút zoom này. Nó hiển thị cả tiêu cự ở trên này nhé. Để chụp thì mình sẽ giữ nhẹ nút chụp để lên nét. Đây, ở trong này nó sẽ có hai cái đèn. Đó, một đèn xanh lá cây và một đèn màu đỏ. Đó. Mình giữ sao cho mà hai đèn đứng yên là được. Đó. Như này là mình đang lấy nét hơi bị gần nên là nó sẽ bị nhấp nháy. Khoảng cách lấy nét tối thiểu là 1 mét. Đó. Khi mà bạn giữ lấy nét này thì nó sẽ hiển thị cả khoảng cách lấy nét ở đây luôn. Đấy, như ở đây là 1,8 mét này. Để bạn có thể biết chính xác được là mình lấy nét có đúng hay không. Đó. Đây, như này là 4 mét này, giữ nguyên này, xong ấn chụp. Là hết một kiểu. Đó, các chế độ chụp thì đầu tiên là chế độ chỉnh flash. Thì mình ấn nút đầu tiên ở đây. Auto flash là trời tối nó tự bật, còn trời sáng thì nó sẽ tắt flash. Đây. Cái này là flash mạnh hơn này. Cái này là luôn tắt flash này. Luôn bật flash này. Cái này là flash chậm này. Đó, nút thứ hai là nút khóa nét. Khóa nét cố định. Đây, như này là để chụp phong cảnh này. Cái này là chụp đây, cái này là chụp người này, cả người này. Cái này là chụp từ thắt lưng trở lên này. Cái này là chụp chân dung này. Đó. Cái này spot AF là nó sẽ khóa nét tại điểm cho mình này. Đó. Nút đây là hẹn giờ. Đây là hẹn giờ này. 10 giây, hẹn giờ hay là liên tiếp này. Lúc này là chụp liên tiếp này. Ở dưới này thì nó sẽ có các cái bảng ghi thời gian của các nước ở trên thế giới. Cái này thì nó dùng một cái pin khác lắp ở bên trong này. Khi mà chụp hết thì máy nó sẽ tự tua về nhé. Một số lưu ý khi mà chụp về máy này, thứ nhất là không được mở nắp bùng phim khi mà đang chụp dở, chỉ được mở khi mà đã thu hết cục phim vào. Thứ hai là tránh chụp phim cine với phim vision. Thứ ba là tránh ấn tay vào lens, tránh đầy lên lens. Ở đây là có một cái nút nữa, nút này thì bạn phải dùng cái vật nhọn để bạn ấn vào đây. Nút này là thu phim khẩn cấp, là dùng để mình thay cuộn phim khác khi mà đang chụp dở cuộn này. Ví dụ cuộn này ở 13 kiểu bạn muốn thay sang cuộn khác thì mình sẽ ấn vào đây. Nó sẽ thu hết phim về để cho mình thay ra cuộn khác. Còn bình thường thì máy nó sẽ tự tua, không cần phải ấn gì cả.